Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu tại vòng 6 giải cờ tướng vô địch quốc gia 2022 nội dung cờ thiêu chuẩn diễn ra chiều ngày hôm nay 23 tháng 2 2022. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Khánh Ngọc.
Chang Jin. Mã 4 thối sáo bắt pháo, đồng thời xe đang bắt sĩ, nước cờ tuyệt hay của Tây Độc Nguyễn Thành Bảo. Chơi đến đây, kiện tướng quốc gia Nguyễn Khánh Ngọc đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Nguyễn Minh Nhật Quang, Lại Ly Huynh. Chang Jin. Chang Jin.
Chơi đến đây hai kỳ thủ đồng ý hòa. Như vậy Nguyễn Minh Nhật Quang vẫn đang dẫn đầu giải với 5 điểm, cùng điểm số với Nguyễn Thành Bảo khi vừa thắng Nguyễn Khánh Ngọc. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.